Xin chào tất cả các anh chị, mình là Châu Ngọc Yến, tác giả của quyển sách ôn thi phỏng vấn nhập quốc tịch Hàn Quốc dành cho người Việt Nam. Trong video hôm nay, mình hướng dẫn các anh chị đọc và trả lời đoạn văn số 7 trong video ôn thuật. Nếu các anh chị nào có nhu cầu làm hồ sơ nộp thi phỏng vấn nhập quốc tịch làm lý lịch tư pháp trọn gói với giá cả phải chăng, xin các anh chị vui lòng gọi số 010-2292-2608 để mình tư vấn cho các anh chị nha. Các anh chị mua sách phỏng vấn nhập quốc tịch năm 2020 sẽ được tặng kèm 7 đoạn văn. Trước hết, mình mời các anh chị nghe cô giáo người Hàn đọc qua một lượt. 정의로운 법. 법을 지키는 것은 한국에서 함께 살아가는 사람들이 기본적으로 지녀야 할 태도이다. 한국에서 생활하는 외국인들도 법을 잘 지켜야 한다. 법을 잘 지킴으로써 스스로의 권리와 다른 사람의 권리를 더잘 보장할 수 있다는 것도 기억해야 한다. 서울특별시 서초구 서초동에 있는 대법원에는 정의의 여신상이 있다. 정의의 여신상은 오늘날 한국의 법이 추구하는 모습을 상징하고 있다. 정의의 여신상은 한 손에는 저울을, 다른 한 손에는 법전을 들고 있으며 눈을 뜨고 있다. 법전은 누구나 법에 따라 공정하게 재관한다는 것을 뜻하며 저울은 각 사람의 권리나 잘잘못을 올바르게 판단하겠다는 뜻이다. 그리고 두 눈을 뜨고 있는 것은 사회적 약자를 적극적으로 돕겠다는 의미를 담고 있다. Các anh chị có nghe rõ không ạ? Bây giờ mời các anh chị xem phần đọc một số chữ cần lưu ý. Như mình tô dấu màu đỏ đó, dấu màu xanh là những chữ cần lưu ý và dấu màu đỏ là cách đọc những cái chữ màu xanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau liệt kê qua một lượt những cái từ cần lưu ý các anh chị nha. Tươi này lúc này các anh chị đọc là y nha. Trọng nghi đồn, hò bờ, thích khi nền, khó sừng, hăn cu kê sò, xa ra khá nền. 사람들이 기본적으로 지켜야 한국에서 생활하는 외국인들도 법을 지켜야 법을 지킴으로써 권리와 사람의 권리를 기억해야 서초구 서초동에 있는 대법원에는 정의에 오늘날 한국의 법이 모습을 정의의 손에는 저울을, 손에는 법전을 있으며 눈을 법전을 법에 재관한다는 것을 뜻하며 저울은 사람의 권리나 무엇을 판단하겠다는 뜻이다. 눈을 있는 것은 적극적으로 Bây giờ mời các anh chị nghe cô giáo người Hàn đọc lại một lượt, các anh chị hãy đọc theo nha. 정의로운 법. 법을 지키는 것은 한국에서 함께 살아가는 사람들이 기본적으로 지녀야 할 태도이다. 한국에서 생활하는 외국인들도 법을 잘 지켜야 한다.
법을 잘 지킴으로써 스스로의 권리와 다른 사람의 권리를 더 잘 보장할 수 있다는 것도 기억해야 한다. 서울특별시 서초구 서초동에 있는 대법원에는 정의의 여신상이 있다. 정의의 여신상은 오늘날 한국의 법이 추구하는 모습을 상징하고 있다. 정의의 여신상은 한 손에는 저울을, 다른 한 손에는 법전을 들고 있으며 두 눈을 뜨고 있다. 법전은 누구나 법에 따라 공정하게 재관한다는 것을 뜻하며 저울은 각 사람의 권리나 잘잘못을 올바르게 판단하겠다는 뜻이다. 그리고 두 눈을 뜨고 있는 것은 사회적 약자를 적극적으로 돕겠다는 의미를 담고 있다. 1번. 정의의 여신상이 들고 있는 법전. 티 thêm mà các anh chị xem phần dịch sang tiếng Việt của đoạn văn này ạ. Phần cuối cùng đó là trả lời câu hỏi. Bộ luật và chiếc cân mà tượng nữ thần công lý đang cầm mang ý nghĩa gì? Ở đây các anh chị sẽ thấy là gì? À, cái bộ luật và cái chiếc cân á, mà nữ thần công lý này đang cầm ở trên tay đó, nó mang cái ý nghĩa gì? Các anh chị có quyền, khi mà đi thi á, các anh chị có quyền cầm cái đoạn văn, nhìn vào đó và đọc câu trả lời nha các anh chị ha. Thì câu trả lời là 법전은 누구나 법에 따라 공정하게 재판한다는 것을 뜻하며 저울은 각 사람의 권리나 잘못을 올바르게 판단하다는 뜻입니다. Right. Ở đây các anh chị sẽ thấy là gì? Để trả lời cho câu này, các anh chị nhìn cái đoạn gần cuối cùng á nha các anh chị, phục cho mà ha. Rồi, các anh chị đọc đến đây và thức này các anh tư si tà này các anh chị chuyển thành thức imita là được ha. Là dòng phục cho nên chấm 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 gì nè ha các anh chị. Thức si mì tà là câu thứ nhất. Câu thứ hai, lý do tượng nữ thần công lý mở cả hai mắt ra là cái gì ha? Tu nun tư cô y nê dù. Ở đây các anh chị thấy dòng cuối cùng. Các anh chị cứ đọc dòng cuối cùng này là được nha. Sau khi chọc giặc trả lời, chọc cực chọc đô, thuộc kết tả nên ưu mì rư thẩm gô ít xì mì tạ. Rồi sang phần tiếp theo, câu số 3. Tòa án tối cao nằm ở đâu? Các anh chị hãy xem sốt chua á. Seoul, Seocho, Dongye, Isimida. Đây là tòa án tối cao. Mình cũng thường đi thông biên dịch cho nhiều cái vụ án ha, và nhiều cái vụ kiện cho người Việt Nam với người Hàn. Ở tòa án tối cao này cũng đi rất là nhiều lần rồi. Câu số 4, ha, tượng nữ thần công lý tượng trưng cho điều gì? 오늘날 한국의 법이 추구하는 모습을 상징하고 있습니다. 라는 tượng trưng cho cái hình ảnh là gì? Luật pháp của Hàn Quốc đang theo đuổi ha. Đoạn văn này thì chỉ có các anh chị thấy là gì? Cái đoạn là 오늘날 한국의 법이 추구하는 모습을 상징하고 있습니다. Là cái câu trả lời câu số 4 ha. Còn cái câu số 3 các anh chị sẽ thấy là sorry là ha, sotcho ku sotcho tong ye isimita. Các anh chị trả lời như vậy là được. Đoạn văn này khá là phức tạp ha, so với những cái anh chị mà tiếng Hàn chưa có học nhiều ở cái mức độ vỡ lòng, ở cái mức sơ cấp chưa xong, thì đây là cái đoạn văn sẽ khó với các anh chị đó, nên các anh chị phải luyện tập ở nhà thật là nhiều nha. Video về đoạn văn số 7 của chúng ta đến đây kết thúc rồi các anh chị. Mình chúc cho các anh chị thi đỗ trong kỳ thi nhập quốc tịch của mình. Sẵn đây mình xin gửi một cái thông tin bổ ích cho các anh chị là mỗi tối từ lúc 9 giờ cho đến 10 giờ rưỡi mình có livestream dạy ôn thi
phỏng vấn nhập quốc tịch và dạy tiếng Hàn ở trên kênh YouTube của mình. Các anh chị có thể gõ tên Châu Ngọc Yến cũng ra cái Facebook của mình, hoặc các anh chị gõ tên là Ôn Thi Quốc Tịch Hàn và sách học tiếng Hàn sẽ ra cái thay của mình. Và cứ 9 giờ và các anh chị có nhu cầu học tiếng và ôn thi quốc tịch vào Facebook mình hoặc là vào cái fanpage này để học với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.